nhiên chào mừng quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể các đồng chí về tham dự hội thi bí thư chi bộ giỏi huyện Quảng Trạch năm 2023. Lời đầu tiên, cho phép ban linh của Hồng Thanh xin được gửi tới quý vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể các đồng chí, trong thời gian qua, các đảng bộ cơ sở trên địa bàn huyện Quảng Trạch đã tổ chức thành công hội thi bí thư chi bộ giỏi, qua đó tạo được một đợt sinh hoạt chính trị sôi nổi, sâu rộng, tạo ấn tượng mạnh mẽ đối với cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ huyện nhà. Hôm nay, 29 đồng chí bí thư chi bộ xuất sắc đại diện cho 290 chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, đảng bộ bộ phận đã tiền được về đây để tham gia hội thi bí thư chi bộ giỏi cấp huyện năm 2023. Và để góp phần đem đến không khí vui tươi phấn khởi cho hội thi ngày hôm nay, xin mời quý vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí thưởng thức chương trình văn nghệ chào mừng. Chương trình gồm các tiết mục múa tự hào về Đảng Quang Vinh, sáng tác Lê Thành Trường, hát múa lời bác dặn trước lúc đi xa của nhạc sĩ Trần Hoàng và tiết mục múa Việt Nam ơi mùa xuân đến rồi của nhạc sĩ Huy Du do các đội văn nghệ đến từ các xã Quảng Thanh, Quảng Xuân và Cảnh Hóa biểu diễn. Chương trình xin phép được bắt đầu. Thank you.
Bao muốn nghe một câu hò hơi.
xa lắm.